Thưa quý vị và các bạn, đến sáng nay, 5 trên 7 khu dân cư tại thị xã Mỹ Hào đã được kết thúc phong tỏa. Toàn thị xã chuyển trạng thái giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 sang thực hiện theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ. 8 giờ sáng nay, tại tổ dân phố Đào Du, phường Phùng Chí Kiên, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã Mỹ Hào tiến hành dỡ bỏ phong tỏa khu dân cư này sau 21 ngày cách ly. Đây là khu dân cư có 2 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, là bệnh nhân 3.453 và 3.454 liên quan đến ổ dịch bệnh viện ca. Khu vực phong tỏa có 14 hộ dân với trên 80 nhân khẩu. Rất là phấn khởi, hiện tại ở đây là không có phát sinh cái dịch mới nữa. Thì trong thời gian chúng ta sẽ tiếp tục chấp hành để làm sao khống chế được cái dịch cùng với toàn dân cho nó tốt. Trước đó, thị xã Mỹ Hào tiến hành dỡ bỏ phong tỏa tổ dân phố Trại thuộc phường Dị Sử với 21 hộ và 74 nhân khẩu. Hết cách ly, chúng tôi vẫn thực hiện giãn cách, thực hiện đúng các nghị quyết mà chính là cho bản thân người dân, sau cho cộng đồng và xã hội. Như vậy đến nay, trên địa bàn thị xã Mỹ Hào có 5 trên 7 khu dân cư được dỡ bỏ phong tỏa. 3 trên 15 bệnh nhân COVID-19 của thị xã đã được công bố khỏi bệnh, xuất viện về cách ly tại nhà theo quy định. Thị xã cũng chuyển trạng thái từ giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 sang thực hiện theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ ngày 31 tháng 5. Chuyển sang trạng thái mới là luôn luôn ta phải nâng cao vai trò trách nhiệm của các ngành, toàn thể nhân dân và chống COVID cho an toàn, đặc biệt là lúc nào phải xác định là 5K. Dự kiến hai khu dân cư còn lại là tổ dân phố Nguyễn Xá, phường Nhân Hòa và tổ dân phố Lường, phường Bạch Sam sẽ được kết thúc phong tỏa trong vài ngày tới. Thị xã Mỹ Hào đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân không lơ là chủ quan sau khi kết thúc phong tỏa và duy trì nghiêm các quy định giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.